300 quán Highlands Coffee, trăm chuyện đậm đà trải khắp đất nước. Highlands Coffee, không gian Việt chứa đựng mọi cảm xúc buồn vui. Xã hội hiện đại nhiều bộn bề, lo âu, có lẽ vì thế mà nhu cầu chia sẻ, kết nối với bạn bè, người thân và đồng nghiệp của giới trẻ cũng có xu hướng ngày càng gia tăng. Thấu hiểu nhu cầu ấy, thương hiệu cà phê Highlands Coffee đã không ngừng nỗ lực mở rộng, trở thành địa điểm giúp mọi người kết nối và chia sẻ với nhau biết bao niềm vui, nỗi buồn của cuộc sống. Đến nay, Highlands Coffee đã có mặt trên hơn 21 tỉnh thành của Việt Nam, tự hào là thương hiệu được đông đảo khách hàng tin cậy và ghé đến để chia sẻ trăm chuyện buồn vui cùng bè bạn, đồng nghiệp. Bên cạnh việc đặt vị trí tại những khu vực thuận tiện, Highlands Coffee còn gây ấn tượng trong mắt khách hàng nhờ thiết kế không gian quán trẻ trung, hiện đại mà vẫn trân trọng nét đẹp truyền thống. Song song với việc nỗ lực sáng tạo các loại đồ uống thơm ngon, Highlands Coffee cũng đã thành công trong việc tạo ra không gian thân thiện, khiến mọi người thoải mái trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đậm đà. Ở bất kỳ quán Highlands Coffee nào, ta đều có thể bắt gặp những nhóm bạn tụ tập trò chuyện rôm rả bên cạnh ly cà phê và trà đậm đà hay thức uống đá say sảng khoái. Nơi ấy, trăm chuyện đậm đà được sẻ chia, cảm xúc được giải tỏa và những lo toan, bộn bề cuộc sống nhờ thế cũng vơi bớt phần nào. Những mảnh ghép câu chuyện đậm đà tại Highlands Coffee. Với nỗ lực trong việc tạo ra không gian thoáng mát và tiện nghi, Highlands Coffee trở thành nơi trốn bình yên đón bao chuyện câu chuyện gần gũi, gom nhặt những mảnh ghép cuộc sống qua nhiều năm tháng. Ghé thăm Fan Plaza của thương hiệu, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những dòng tâm sự, chia sẻ kỷ niệm vui buồn của khách hàng vô cùng dễ thương. Bạn Ti Diệp, một trong số những khách hàng của Highlands Coffee đã chia sẻ kỷ niệm đặc biệt gắn liền với Highlands Coffee, nơi bạn đã tìm thấy người chồng của mình thật dễ thương và thú vị. Bên cạnh những khoảnh khắc vui tươi, đâu đấy vẫn có những câu chuyện buồn man mác. Đó là cảm giác bồi hồi khi nhớ về những kỷ niệm cùng đồng nghiệp cũ của bạn em. Ad, anh tâm tình cùng Highlands Coffee. Một số khách hàng thân thiết khác cũng ghi lại những kỷ niệm đẹp mà bản thân đã từng có ở Highlands Coffee cùng với niềm yêu thích đối với thương hiệu. Sở hữu 300 quán, Highlands Coffee hy vọng có thêm nhiều câu chuyện đậm đà. Đầu tháng 7 năm 2019, Highlands Coffee đã chính thức đạt tổng số 300 quán trên toàn quốc. Thông qua cột mốc này, thương hiệu Highlands Coffee đã phần nào thể hiện rõ mong muốn tiếp tục chào đón thêm hàng trăm câu chuyện đậm đà trên khắp cả nước. Không ngừng tạo ra không gian thoải mái cùng các loại đồ uống mới, thơm ngon và đa dạng, Highlands Coffee luôn là điểm đến yêu thích cho nhiều các đối tượng khách hàng khác nhau, để cùng trò chuyện và tạo nên hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện giản dị và thân thuộc hơn nữa trong tương lai. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.